trực tiếp U23 Việt Nam với Philippines nhận định trước trận, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tung đội hình lạ lẫm, quyết giành ngôi đầu. Sau trận đầu tiên ở bảng C, U23 Việt Nam có được 3 điểm, trong lúc U23 Philippines có 1 điểm, Lào chỉ bỏ tối 1 điểm sau 2 lượt trận nên chắc chắn bị loại. Vì thế, tấm vé vào bán kết của bảng này sẽ được quyết định sau trận đấu giữa Việt Nam và Philippines. Philippines phải thắng mới chắc chắn đi tiếp và sẽ bị loại nếu hòa hoặc thua. Việt Nam chỉ cần 1 điểm là đủ, thậm chí đoàn quân của ông Tuấn vẫn có thể giành vé đi tiếp nếu thua. Tuy nhiên, đó chỉ là nhận định trên lý thuyết, đó chỉ là về lý thuyết. Còn thực tế thì Việt Nam chắc chắn hướng tới một cuộc đối đầu không phải là với tư tưởng cầu hòa. Ngược lại, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chắc chắn sẽ quyết tâm giành được 3 điểm để vào bán kết và nhất bảng C. Cho rằng quyết định này là bởi Philippines không phải là một đối thủ quá mạnh để đưa ra những toan tính về mặt tỷ số. Ngược lại, đây là đội bóng chỉ ngang cờ với đội Lào. Thực tế đã được chứng minh khi hai đội này chưa điểm nhau trong trận hòa 2-2 ở lượt trận đầu tiên. U23 Philippines không thể hiện được sức mạnh đáng lo ngại. Họ thua 2 bàn sau lỗi cá nhân của thủ môn Angico, nhưng cũng cần phải nhận thấy rằng các hậu vệ của Philippines cũng cho thấy một sự non nớt trong các pha tổ chức hãm thành. Nét nổi bật trong lối đá của đội bóng này là các pha lật cánh đánh đầu với khả năng không chiến tốt. Trước Lào thì chân sút này cũng đã thể hiện một sự dũng mãnh nhanh như chớp, đó chính là Seguin. Đây cũng chính là tác giả bàn mở tỷ số vào lưới của Lào cũng như là một số pha bóng không chiến sau những tình huống bật nhảy để chuyển hóa cơ hội khá nguy hiểm. Chiến thắng là mục tiêu mà Việt Nam đang hướng tới, nhưng chắc chắn huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn còn có một đích ngắm nữa, đó chính là tạo cơ hội cho các cầu thủ chưa có dịp ra sân. U23 Philippines không phải là một đối thủ quá mạnh nên đó là dịp tốt để U23 Việt Nam tiếp tục sử dụng một số cầu thủ dự bị trong trận đấu này để từ đó định hình được tối ưu cũng như là phương án dự phòng xuất sắc cho các trận đấu. Lực lượng của U23 Việt Nam tham dự giải đấu năm nay thì đều rất trẻ, chỉ toàn là 18, 19, 20 tuổi. Cho nên với lực lượng cầu thủ trẻ thì Việt Nam muốn xây dựng những thử thách và trải nghiệm. U23 Việt Nam nằm chung bảng đấu với Lào, Philippines khiến cho nhiều người nhận định cơ hội đi tiếp khá rộng mở cho Việt Nam. Với đội hình có nhiều cầu thủ trẻ tham dự giải thì U23 dường như không đặt nặng mục tiêu, nhưng đích đến sẽ là điểm chung kết. Chúng ta gần như chắc chắn có mặt tại bán kết khi mà thắng Lào 4-1 ở ngày sau quân. Thành phần của Lào gồm nhiều cầu thủ từng tham dự chung kết U19 Đông Nam Á năm ngoái. Ở trận giao quân gặp Philippines, U23 Lào may mắn giành được một điểm trước Philippines với sai lầm của thủ thành bên phía U23 Philippines. Trước mắt chúng ta là một Philippines không có cầu thủ Việt kiều nên không được đánh giá cao. Cơ hội chiến thắng cho U23 Việt Nam là khá lớn. Ở giải U23 Đông Nam Á này, cơ hội để cho các cầu thủ trẻ có thêm cơ hội cọ sát, tìm ra những nhân tố tốt cho mục tiêu dài hơi nhằm phục vụ và giành tấm vé tham dự World Cup 2026. Một số cầu thủ chơi tốt nhất của U23 Việt Nam tham dự giải đấu này có thể được ông Chu Xie triệu tập tham dự vòng loại giải U23 châu Á. Chính vì thế, giữa ông Chu Xie và người đồng nghiệp Hoàng Anh Tuấn luôn có sự liên lạc và trao đổi thông tin. Trước đó, hai người này còn từng có thời gian làm việc chung với nhau ở trung tâm đào tạo PVF. Hai huấn luyện viên cũng đã trao đổi về triết lý và công thức vận hành của các đội bóng với mục tiêu cao nhất là hướng tới tìm ra những gương mặt trẻ nhất, tốt nhất, bồi dưỡng thế hệ tương lai. Một điểm đáng chú ý nữa là sau vòng loại giải U23 châu Á diễn ra vào tháng 9 thì ông Chu Xie sẽ tạm giao đội U23 Việt Nam cho ông Tuấn tham dự ASEAN diễn ra vào cuối tháng 9 đầu tháng 10. Thành phần đội tuyển U23 Việt Nam tham dự ASEAN Hàng Châu Trung Quốc tiếp tục là các cầu thủ trong lứa tuổi U20. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn từng thổ lộ, ông và ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam gặp khó khăn trong hành trình hội quân rèn luyện, chuẩn bị cho quá trình bảo vệ chức vô địch. Nhiều tuyển thủ đã hội quân quá muộn do bận thi đấu các giải quốc nội, cho nên chỉ đủ quân số trước một ngày. Điều này khiến cho bài tập rèn luyện chiến thuật của toàn đội không đạt chất lượng và ảnh hưởng tới việc xây dựng đội hình. Bất cập này của học trò ông Hoàng Anh Tuấn cũng đã bộc lộ trong trận chạm trán với Lào. Trước một lối chơi phòng ngự chặt chẽ, nhiều tầng và không quan ngại va chạm của đối bạn, Việt Nam tỏ ra bế tắc trong tấn công, nhất là kém hiệu quả trong khâu dứt điểm. Ngoài sự cơ động của tiền vệ Khuất Văn Khang với những cầu thủ trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam trong trận đấu giao quân đều chơi dưới sức, việc phải thi đấu trong thời tiết nắng nóng cũng khiến cho cầu thủ trẻ Việt Nam nhanh xuống sức. Khoảng 60 phút đầu trận, đoàn quân áo đỏ đã gặp rất nhiều khó khăn trước cách đá phòng ngự tấn công của Lào. Nói về điều này, ông Tuấn cho biết, chúng tôi chúc mừng toàn đội sau khi giành được chiến thắng, nhưng đây không phải là trận đấu dễ dàng. Cầu thủ của chúng tôi đã gặp khó khăn trong việc kết nối với nhau, thể hiện phong độ tốt nhất của mình. Điều đó đã diễn ra ở vài thời điểm Lào đã gây áp lực và Việt Nam gặp rắc rối. Trong trận đấu này, thì cầu thủ U23 Việt Nam có một số thời điểm thi đấu thiếu tập trung và chuyển sai. Dù vậy, ông Tuấn cho rằng các học trò của ông vẫn còn khá trẻ và việc mắc sai lầm là điều không thể tránh khỏi.
Các cầu thủ mắc sai lầm trong những trận đấu đó là điều bình thường, không khiến tôi bất ngờ. Các cầu thủ đã luôn cố gắng xử lý tình huống sau đó và đặt chiều tốt hơn. Các cầu thủ đa phần còn rất trẻ và việc mắc sai lầm là một điều dĩ nhiên. Trong khoảng thời gian từ phút 70 trở đi, U23 Việt Nam đã chơi ấn tượng. Nói về bí quyết giúp toàn đội chơi hay hơn trong thời gian cuối trận, ông Tuấn cũng đã tiết lộ. Tôi nói với các cầu thủ rằng mình phải kiểm soát bóng được, dù là gặp Lào, Malaysia hay Thái Lan, nếu không kiểm soát được, chúng tôi sẽ không thể chiến thắng. Nếu các cầu thủ không kiểm soát được bóng, Việt Nam không thể hoàn thành mục tiêu. Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Dương tự nhận xét rằng U23 Đông Nam Á là cơ hội cho các cầu thủ trẻ của Việt Nam rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm. Cần thời gian để cho các cầu thủ trẻ có sự gắn kết trong các tình huống với nhau. Phần lớn ở các cầu thủ U23 Việt Nam này ít có cơ hội thi đấu ở các sân chơi chuyên nghiệp nên đừng đòi hỏi các em phải có một màn trình diễn chất lượng cao. Ở giải đấu kỳ này thì mục tiêu cho các cầu thủ U23 Việt Nam là trải nghiệm cọ sát để gia tăng sự tự tin, ông nói. Ban huấn luyện U23 Việt Nam thì cũng đã khẳng định rằng trận ra quân của một giải đấu thì bao giờ nó cũng sẽ gặp khó khăn nhiều hơn trong việc tiếp cận, bắt nhịp, điều tiết. Vì vậy, màn trình diễn của U23 Việt Nam trước Lào tuy chưa mãn nhãn người xem, nhưng phần nào cũng đã cho thấy chúng ta hoàn thành mục tiêu đề ra. Phát biểu sau trận U23 Đông Nam Á vừa qua thì ông Tuấn cho rằng U23 Việt Nam cần phải cải thiện nhiều hơn với khả năng tung ra những đường truyền quyết định, dứt điểm khi so tài với Philippines trong trận đấu tiếp theo. Theo giới chuyên môn, bàn mở tỷ số của Việt Nam lần này có phần may mắn, nhưng ba pha lập công phía sau của chúng ta cũng đã xuất phát trong những tình huống phối hợp bài bản, đúng với những gì đã được rèn luyện trong gần một tháng. Điều U23 Việt Nam đang dẫn đầu bảng C với 3 điểm, và chỉ cần không thua trong trận đấu Philippines vào lúc 20 giờ ngày 2 tháng 8, chúng ta sẽ giành suất vào bán kết giải U23 Đông Nam Á 2023 với tư thế là đội nhất bảng.